Cảng Đà Nẵng vừa chào đón tàu One-2362 do hãng tàu One-2 khai thác, chở theo 482 container hàng hóa từ Ấn Độ đến nhập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng và tiếp nhận 115 tiêu đi nước ngoài, trong đó có 50 tiêu hàng xuất từ Đà Nẵng đi thẳng đến cảng Long Beach, Sri Lanka, Hoa Kỳ. Đây là chuyến tàu container đầu tiên xuất phát từ cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, chở hàng xuất khẩu đến thẳng cảng Long Beach thuộc bờ Tây nước Mỹ, với hành trình trực tiếp chỉ mất khoảng 21 ngày mà không cần phải chuyển tải sang bất kỳ tàu mẹ nào, qua đó rút ngắn thời gian đáng kể so với trước đây, phải từ 25 cho đến 28 ngày, giảm thiểu rủi ro hư hỏng hàng hóa hay tránh được rủi ro không thể kết nối kịp hành trình tàu mẹ tại các cảng chuyển tải khác. Hiện nay, nhu cầu của khách hàng miền Trung qua cảng Tiên Sa Đà Nẵng để xếp hàng đến thẳng các cảng bờ Tây và bờ Đông của nước Mỹ là rất lớn. Vì vậy, cảng Đà Nẵng đang kỳ vọng trong thời gian đến sẽ tiếp tục xúc tiến kết nối và phát triển thêm các tuyến dịch vụ để góp phần xây dựng cảng Đà Nẵng không chỉ là điểm đến tin cậy đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các tỉnh miền Trung Việt Nam, mà còn là các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.